Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị một chiếc xe đã được mong đợi rất là nhiều. Chiếc xe này là chiếc xe Jack N800, cái loại thùng 13. Thì chiếc xe này nó sẽ được ra phiếu vào cuối tháng này, có nghĩa là cuối tháng 12 nó sẽ ra phiếu. Cái loại này, đây là xe mẫu của nhà máy. Xe N800 thì với cái thiết kế là cabin vuông. Thiết kế cabin vuông, logo Jack màu vàng là cái tượng trưng cho cái dòng mà xe được dòng xe cao cấp của Jack, là được bảo xe bất kỳ một cái xe cabin vuông nào của Jack sẽ được bảo hành đến 5 năm 150.000 km, sẽ được bảo hành từ 5 năm đến 150.000 km. Đồng thời là cái logo này nó cũng cho thấy là cái xe tải loại N series này là loại cao cấp, có nghĩa là toàn bộ cabin, khung gầm và máy móc nó đều được nhập khẩu từ những cái nguồn chính ngạch từ nhà máy mẹ sang Việt Nam, sự đồng bộ rất là cao. Đồng thời là chúng ta thấy là cái mẫu mã thiết kế của nó là những cái mẫu mã giống như chiếc Isuzu mà đã xuất khẩu sang các nước khác mà hiện tại đang sử dụng. Ví dụ như là bên Việt Nam chúng ta là cũng có cái dòng Isuzu đầu vuông như loài ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy là bên hông xe nó có cục đèn xi nhan pha cốt, nó tích hợp sẵn ở đây ha. Đèn là đèn halogen cho cái mức chiếu sáng rất là mạnh. Đồng thời phần dưới chúng ta có một cái đèn phần cản. Cản này là cản bằng nhựa. Thì phần đèn cản này hình cánh giống như là hình cánh chim vậy quý vị ha. Rồi, cabin thì tổng thể cabin chúng ta nhìn thấy rất là vuông vức, rất là chắc chắn, khỏe khoắn. Kết hợp chung với lại cái phần bố lớp gió ở trên, chúng ta thấy là tổng thể chiếc xe nhìn rất là cân đối. Tuy nhiên, nếu mà chiếc xe chúng ta nó được thiết kế cái phần gương này là gương hộp thì nó quá tuyệt vời. Phần gương này thì nó thiết kế nó hơi thô một tí xíu ha quý vị. Hơi thô nhưng mà nó đảm bảo được là cái độ chiếu, cái độ mà tầm nhìn chúng ta nó cũng rất là tốt. Thì tính thực dụng cao nhưng mà tính thẩm mỹ là còn cần phải cải thiện tí xíu. Đó. Còn bên hông chúng ta có một phần đèn xi nhan ở đây. Với lại phần cản ha. Phần cản có cản quang, để khi mà đi sang đường chúng ta có một cái sự yên tâm. Rồi phần bên hông thùng xe thì chúng ta thấy là hông thùng xe đây có những cái phần đèn xi nhan hai bên như vậy, cũng đã được đấu sẵn rồi. Tất cả mọi chi tiết của Jack đều là Jack hết nha. Sự đồng bộ của Jack nó đến từ rất là từ những cái con ốc đinh tán nhỏ nhất, chi tiết nhỏ nhất quý vị, chi tiết nhỏ nhất nha. Còn xe chúng ta nó xài là bình 24V, hai bình ắc quy. Ở đây chúng ta có hệ thống là bầu hơi của xe. Bầu hơi của xe thì thực sự là những cái khách hàng mà xài qua xe Jack N800 và N900 đã mua xe của em thì họ nói là cái bầu hơi này như hơi tốt lắm. Hệ thống hơi, dây hơi của Jack làm tốt. Với thêm nữa là cái bố trí của cái hệ thống hơi nó rất là đẹp. Đó. Hai bên hông thì chúng ta sẽ có phần cản như vậy. Cản như vậy thì khi giao đến khách hàng thì tụi em sẽ gắn thêm những cái miếng mà cảm quang ở đây ha, để đi đường mới yên tâm hơn. Và đây là phần thùng là phần quan trọng nhất. Thì chiếc xe tải này chúng ta là nó có tải trọng là 8,4 tấn, thùng dài 7,6 m, thùng dài 7,6 m 20, ngang là 2,2 m 60 và chiều cao là 2,1 m 50 đối với loại thùng bẹt, còn chiều cao đối với loại thùng kín là 2,2 m 60. Đúng rồi. Thì xe này thì mở được tổng cộng là 7 bựng, 3 bựng hai bên hông, và xe được đóng với lại cái sự đóng ở nhà máy với lại một cái sự hoàn hảo rất là nhất định ha. Quý vị, ví dụ giả sử như trong quá trình đóng thùng xe, quý vị nào mà cần hỗ trợ thêm những cái chi tiết đóng thùng xe để phù hợp với lại nhu cầu chở hàng của mình thì có thể liên hệ đến em theo. Và em sẽ cố gắng để mình đáp ứng cái nhu cầu của quý vị một cái cách hoàn hảo nhất ha, làm hài lòng quý vị. Em cũng đã từng đóng những cái thùng xe theo yêu cầu của khách hàng, chở pallet này, chở gạo hay chở hàng gì đó ha. Rồi bây giờ cái thùng xe cho quý vị thấy. Thùng xe chúng ta là thùng xe này là thùng xe đóng 3 lớp ha. Lớp ngoài bằng inox, lớp bên trong nó bằng khung xương. Khung xương nó có những cái khung xương đè, có khung xương, với lại thêm một cái nữa là bên trong cùng là nó bằng tôn kém. Tôn kém này là 5 gem, còn bên ngoài là inox 5 gem, 304.
Còn phần này, phần sàn này á, phần sàn này là hiện tại bây giờ họ phần sàn thì sẽ tùy nhu cầu của khách hàng. Nếu mà khách hàng nào đóng sàn inox hay là sàn tôn kém hay là sàn dập sóng, sàn phẳng thì có thể liên hệ đến em. Nhưng mà đây là khách, đây là mẫu xe người ta đóng sàn dập sóng. Sàn này thì bằng tôn kém nó sẽ hạn chế được cái mức âm mòn ha. Tôn kém dù sao nó vẫn hơn là sắt mà, vẫn hơn là sàn sắt. Thêm cái nữa là chúng ta đối với lại chiếc xe thùng này á, thì nếu mà quý vị cần đóng thùng chở pallet thì cái chiều ngang của 2m260 là cái chiều ngang, ví dụ một cái pallet khoảng 1m1 đi, thì hai cái pallet là 2m2, thì 2m260 là chúng ta còn dư được một khoảng biên độ nhất định đó quý vị. Đó rồi, đóng pallet thì trụ sống này chúng ta cũng có thể là một, em sẽ làm trụ sống cho quý vị năm vị mở. Rồi thêm cái nữa là đi chung với cái xe này là bánh 825-20, bánh Kasumina. Đây là cái phần thành phần duy nhất xuất xứ từ Việt Nam trong cái cấu hình cơ bản của xe. Đây là thành phần ngoài trừ thùng ra nha, còn đây là cái phần 825-20 này á, là phần bánh này chúng ta có thể là chở tải trọng khoảng cỡ chừng 17 đến 18 tấn ha. Lớp nhíp khách của em người ta chạy xe này người ta chở 15 tấn đi qua cầu Mỹ Thuận rất là bình thường ha. Khách anh Đồng ở An Giang, ở Phú Tân An Giang chở 15 tấn chiếc xe này. Đó, xe này thì nó được trang bị cái bánh 825-20 này, đồng thời chung với một cái hệ thống là hệ thống nhíp lá rất là dày đặc. Ở đây nhíp lá 2 tầng. Đấy, nói chung với cái hệ thống nhíp lá 2 tầng rất là dày đặc như vậy. Bây giờ những cái bó cùng phanh hơi ở đây, chúng ta thấy là phanh hơi ở đây nhìn cũng rất rắn chắc. Thêm cái nữa là xe này có trang bị ABS nha quý vị, chống bó cứng phanh cho nên đi đường rất là an toàn. Đó, nhíp lá thì nhíp lá 2 tầng, tải nặng tốt. Ví dụ như giả sử như khách hàng nào mà cần tải nặng khoảng 15 tấn thì theo kinh nghiệm của khách hàng của em á, thì họ thêm hai lớp nhíp, hai cái lá nhíp đằng sau với lại một lớp nhíp đằng trước thì họ tải 15 tấn rất là khỏe re. Đó. Xe thường như xe 8-9 tấn thì họ không xài phuộc trợ lực thủy lực. Họ chỉ xài cái lớp nhíp lá 2 tầng như vậy thôi. Còn sassi như quý vị thấy là sassi rất là dày đúng không? Sassi dày. Đó, bền chắc, dày lắm. Với lại thêm cái là sassi nó liền lạc, nó là sassi nhập khẩu chứ nó không phải gia công ở Việt Nam, cho nên chúng ta yên tâm. Nó bằng công nghệ Isuzu Nhật Bản, cho nên nó là cái sassi nó dập nguội chứ không phải là dập nóng. Cái độ bền sassi rất là cao. Đồng thời là cái thùng này của chúng ta là nó cũng ra đến cái sassi, nó cũng ra đến cái phần rìa của thùng. Đó, nó khiến cho cái xe của chúng ta là cái độ ổn định cao khi mà chở hàng. Sassi nó ra đến ngoài đây thì nó khiến cho cái phần thùng của chúng ta đằng sau nó rất là chắc chắn. Xe nó sẽ không bị oằn khi mà chúng ta chở tải nặng ha. Nó sẽ không bị oằn sassi, nó sẽ không bị khi mà chạy nó không sập sệt đằng sau, nó sẽ rất là chắc chắn. Đó. Sau rồi chúng ta có một cái phần cản lớn như vậy, cản sắt lớn. Đấy. Rồi thùng đồ nghề ở đây có sẵn luôn. À, thùng đồ nghề có sẵn. Bình dầu của xe rắc 8 tấn, thùng dài 7m6 và bình dầu 210 lít bằng hợp kim nhôm. Đấy, rồi cái này không cần phải nói nhiều. Và bây giờ em sẽ mở cái phần máy ra cho quý vị coi. Đây là phần động cơ cumin của xe. Đó, mời em quay giúp khách hàng là coi cái tiếng động cơ.
cơ nghe tiếng rất giòn đúng không quý vị? Tiếng động cơ rất là giòn. Với lại thêm em nữa, em sẽ nói một số thông số về động cơ. Thứ nhất là cái động cơ mà quý vị đang nghe cái tiếng động đây này, thì người cái động cơ này là động cơ Cummins với cái hệ số, với cái số hiệu là IFF 3.8 lít đúng không? Thì cái động cơ này là nó động cơ trên cái, nó được gắn trên cái Tyco C160. Động cơ này được gắn trên cái xe Tyco hệ C160. Động cơ này nó sẽ cho một cái công suất là 125 kW trên 2500 vòng trên phút, và đồng thời là cái moment xoắn nó là 600 Nm trên 1200-1700. Thì khách hàng của em á, người ta chứng được cái chiếc xe này chạy rất là khỏe. Điển hình là người ta kể một câu chuyện là người ta đi cái cầu Mỹ Thuận thì người ta chạy 15 tấn ha, chạy 15 tấn đi số 2 lên rất là khỏe, vọt lắm quý vị, rất là ok. Thêm cái nữa là xe này chạy 15-17 tấn là hầu như người ta chạy thường ngày, chứ không ít khi nào người ta chạy đủ tải lắm. Tại vì vì quý vị biết mà trong ngành vận tải quý vị sẽ cái câu chuyện này là rất bình thường đó. Và thêm cái nữa là cái phần nội thất của xe thì cũng nói với quý vị là nội thất của xe nó có một số đặc điểm đặc trưng, thì giờ mình sẽ đi theo em để lên cái phần nội thất xe. Đây quý vị lên lên xe. Có hệ thống kính điện hai bên, kính điện này là kính điện một chạc, nó rất là thao tác rất là thoải mái cho quý vận tải khi mà đi lên những cái cung đường mà nó có trạm thu phí. Đồng thời nữa là trên xe này á, nhất là trên cái vô lăng bốn chấu này, chúng ta có nhiều cái option hay lắm này quý vị. Vô lăng bốn chấu này thứ nhất là ta thấy là nó đẹp, nó thể thao. Cái thứ hai là nó có hệ thống tăng giảm âm lượng đây này, tăng giảm âm lượng này đấy, rồi thêm cái hệ thống mà đó tự động nghe điện thoại ha, đó tự động nghe điện thoại đây. Rồi bên đây nữa, bên đây là cái hệ thống cruise control, thì cái hệ thống này nó sẽ set up, nó sẽ là sẽ nhớ cái mức mà chúng ta di chuyển trên đường cao tốc, ví dụ 80 km thì nó sẽ nhớ đó, mức đó mình sẽ khỏi cần phải đạp trên côn trên ga, nó sẽ tự chạy luôn đó. Thì chúng ta sẽ đỡ được cái cảm giác mệt nhọc khi đi trên xe. Đồng thời cái xe này là hộp số là tắt đi tí cho đỡ ổn ha. Xe này ngoài ra nó trang bị những cái tính năng, ví dụ như là xe giường nằm, có giường nằm phía sau, rồi ghế thì ba người ngồi, đồng thời là hệ thống máy lạnh, rồi tay lái trợ lực, tất cả mọi thứ nó đều có ha, tất cả mọi thứ hiện đại nó đều có trên chiếc xe này. Trên chiếc xe này thì chạy cái động cơ là động cơ Cummins 3.8 lít đã từng có xuất, đang được cái Tyco C160 nó xài, nó sử dụng. Thì như quý vị thấy xe 8 tấn xài động cơ của Tyco C160 thì quý vị thấy là cái sự mạnh của nó, cái sức mạnh của nó rất là tuyệt vời. Thêm cái nữa là phối hợp với hộp số 6 cấp, ra số rất là nhẹ, ra vào số rất là nhẹ, nhẹ nhàng lắm quý vị. 6 số tiến và 1 số lùi rất nhẹ nhàng khi ra vào số. Đó, cảm giác ngồi trên cái cabin này nó cũng rất là thoải mái. Vô lăng thì gạch gù, còn ghế thì có thể là xoay đủ hướng nhất, và rất là thoải mái khi mà di chuyển mà nghỉ ngơi trên cái chiếc xe này. Chiếc xe này là 8 tấn thùng dài 7m6, sẽ được ra mắt vào cuối năm 2020. Và đầu năm 2021 sẽ được cung ứng với khách hàng. Thì đầu sang năm 2021 thì phí trước bạ nó sẽ lên 2%. Cho nên cái này nó cũng là một cái điều nó cũng ảnh hưởng đến cái túi tiền, cái tài chính của khách hàng, nhưng mà bù lại thì khách hàng sẽ nhận được cái xe đời 2021. Đó, nó sẽ đỡ được cái phần đó. Đồng thời đây là một chiếc xe có thể nói là một chiếc xe khi mà bán cho khách hàng, nhân viên sale như tụi em cảm thấy rất là yên tâm.
tại vì nó không xảy ra hư hỏng hỏng hóc gì. Bán 3 chiếc rồi, một chiếc ở Long An, một chiếc ở An Giang và một chiếc ở Đắk Lắk, thì khách hàng phản hồi rất là tích cực về chiếc xe này đó. Rồi thêm cái nữa là đối với lại những ai mà đang cần mua xe này qua trả góp, thì em nói luôn là trên thị trường đang có một số ngân hàng hỗ trợ xe này đó, thì đa số là tất cả ngân hàng đó, cái mức hỗ trợ cho xe này thì khách hàng phải trả trước từ 180 triệu cho đến 250 triệu tùy tình hình tài chính của khách hàng. Còn để biết thêm chi tiết hoặc để vay cái mức cao hơn thì các vị có thể liên hệ đến em theo số máy bên dưới là 0357 336 326. Em sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho quý vị. Xe 8 tấn thùng dài 7m6. Rất là tuyệt vời để sở hữu chiếc xe này. Em xin chào và tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ. Tắt đi. Cứ tắt đi bố. Tào lao quá.